Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thủ đô ngày mới phát sóng trên kênh truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện có hơn 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7% dân số từ 2 tuổi trở lên. Số người khuyết tật còn trong độ tuổi lao động là 61%, trong đó 40% còn khả năng lao động. Riêng thành phố Hà Nội có khoảng hơn 100.000 người khuyết tật, trong đó có hơn 30% người có khả năng lao động. Để thúc đẩy tạo việc làm bền vững cho người khuyết tật, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành, triển khai nhiều chủ trương chính sách chăm lo, bảo đảm quyền cho người khuyết tật và phát huy vai trò của người khuyết tật, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển bền vững. Cùng với đó, thì nhiều giải pháp, mô hình nhằm giúp cho người khuyết tật có được việc làm bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cũng đang được nhân rộng. Đây là một phiên giao dịch việc làm lồng ghép dành cho người khuyết tật do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với Hội Người Khuyết tật thành phố tổ chức. Tại phiên giao dịch này có sự tham gia của 33 đơn vị doanh nghiệp với 1.117 chỉ tiêu tuyển dụng và tuyển sinh. Trong đó có 11 doanh nghiệp tuyển dụng, tuyển sinh lao động là người khuyết tật, 386 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh lao động là người khuyết tật ở các lĩnh vực như may, thủ công mỹ nghệ, nhân viên kinh doanh, thợ thêu tranh, thợ may công nghiệp. Đây có thể nói rằng là những cái cơ hội thực sự rất là tốt dành cho lao động khuyết tật đến tham gia cái phiên giao dịch việc làm ngày hôm nay. Có thể là trực tiếp tham gia phỏng vấn, tuyển dụng, rồi có thể tìm được những cái địa chỉ học nghề phù hợp với những cái dạng tật của bản thân để nhanh chóng tham gia vào thị trường lao động, có được thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê chưa đầy đủ, thành phố Hà Nội hiện có trên 100.000 người khuyết tật, trong đó hơn 7.000 người khuyết tật có khả năng lao động. Nhiều người khuyết tật đã vươn lên làm chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh, có việc làm phù hợp và có thu nhập để tự chăm lo cho chính mình, cũng như đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, trong số những người khuyết tật ở độ tuổi lao động, nhiều người khuyết tật chưa được tiếp cận với các cơ hội việc làm do nhiều nguyên nhân, như người khuyết tật thiếu thông tin trong quá trình tìm việc làm, người khuyết tật chưa nhận thức rõ về những chính sách ưu đãi dành cho các đối tượng là người khuyết tật. Cùng với đó, nhiều môi trường, điều kiện làm việc của doanh nghiệp chưa phù hợp với đối tượng là người khuyết tật, và chính bản thân người lao động là người khuyết tật chưa thực sự nỗ lực học nghề. Doanh nghiệp cũng chưa hiểu sâu về người khuyết tật lắm. Thì chính vì vậy mà cứ nghĩ là chỉ tuyển lao động người khuyết tật là giúp được người khuyết tật có việc làm. Nhưng mà đối với người khuyết tật là khó khăn, là đến đấy là có tiếp cận được cái công việc đấy, có đường tiếp cận không hay là khu vệ sinh tiếp cận không. Bản thân của người khuyết tật là cũng cần phải cố gắng nỗ lực mà tham gia học nghề, tiếp cận với lại các sàn giao dịch việc làm. Thời gian qua, để thúc đẩy tạo việc làm bền vững cho người khuyết tật, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch về an sinh xã hội, tạo việc làm, dạy nghề cho người khuyết tật. Riêng Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức các phiên giao dịch việc làm và lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật 30 quận huyện để triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn vị trí việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động cho người khuyết tật và hàng năm tổ chức các phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng chủ động có nhiều giải pháp tạo cơ hội cho người lao động là người khuyết tật tiếp cận với các vị trí việc làm phù hợp. Đơn vị này hiện có trên 160 cửa hàng trong cả nước, chủ yếu kinh doanh sản phẩm gia đình và thời trang. Những năm qua, đơn vị này luôn tiên phong xây dựng mô hình việc làm bền vững cho người khuyết tật, cũng như các hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Để tạo môi trường làm việc cho người khuyết tật, đơn vị này đã cho ra đời những mô hình có tên gọi ngôi nhà thiên thần, xưởng may thiên thần. Cùng với đó, cải tiến môi trường làm việc, các trang thiết bị, cách thức giao tiếp nhằm tăng khả năng giao tiếp của các nhân viên khuyết tật, đặc biệt là người khiếm thính đối với khách hàng. Năm 2018 hướng tới cái việc làm thế nào để nhiều người khuyết tật có việc làm và đóng góp được giá trị cho xã hội. Thế cho nên đã xây dựng ra mô hình xưởng may thiên thần. Một năm sau nữa thì các bạn thấy rằng là các bạn khuyết tật khác nhau ấy thì hoàn toàn có thể đóng góp được những cái công việc khác nhau. Nên từ việc xưởng may đó thì các bạn ra cửa hàng, làm chăm sóc hình ảnh và từ đó thì ngôi nhà thiên thần mới được ra đời. Chúng tôi tạo ra một bộ phận chăm sóc thiên thần, chúng tôi luôn thường gọi là CSA, là các bạn là chăm sóc các bạn thiên thần đó, cũng là những cái cầu nối để các bạn được chia sẻ tâm sự. Và ngoài ra thì cũng có những cái hoạt động liên quan đến việc là chẳng hạn như các bạn được mặc áo hãy vỗ vào vai tôi là người điếc chẳng hạn như vậy. Và khi giao tiếp thì các bạn cũng có những cái công nghệ liên quan đến việc là nhắn tin để làm thế nào để giao tiếp một cách tốt nhất.
Nhờ đó, những người khuyết tật đang làm việc tại đây có mặt ở hầu hết các khâu như may, chăm sóc khách hàng, IT, đào tạo, bán hàng. Từ 30 người khuyết tật ở xưởng may đầu tiên, đến nay đơn vị này đã có thể chăm lo cho 150 người khuyết tật ở các dạng tật khác nhau. Từ một cơ sở mô hình dành cho người khuyết tật đã được nhân lên nhiều cơ sở khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, hàng trăm người khuyết tật đã có được một cuộc sống ổn định, bền vững hơn. Khó khăn nhất của mình là khi trong nghề may thì cần phải có sự tỉ mỉ, mà trong khi đấy mình lại là người khiếm khuyết nên là di chuyển hàng rất là khó khăn. Hay là có những cái công đoạn khó là mình không thể làm được, và cô thủ trưởng sẽ sắp xếp những công việc nào phù hợp với mình nhất, rồi từ công đoạn dễ đến công đoạn khó thì mình cũng có thể làm được. Với mức lương của mình hiện tại 8 đến 9 triệu thì mình cũng giúp đỡ được cho gia đình. Trước khi mà em vào đây em chưa biết may, thì em đi vào đây thì mới bắt đầu được học nghề này, được đào tạo ấy, hỗ trợ cho mình đến một cái mức mà mình có thể muốn may và thoải mái nhất. Từ khi mình làm may ở xưởng Thiên Tần này, mình có thêm thu nhập này, mình cảm thấy tự tin và vui vẻ hơn. Còn tại xưởng bánh bao nghệ nhân Meco nằm trên phố Đại Từ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, mỗi ngày xưởng bánh này có thể sản xuất từ 2.500 đến 3.000 chiếc bánh mỗi ngày. Điều đáng nói là các nhân công ở đây đều là người yếu thế, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn. Khởi đầu từ một xưởng bánh nhỏ chỉ có 2 đến 3 người, đến nay xưởng bánh này đã có được 15 nhân sự, một xưởng bánh và 10 cửa hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các lao động làm việc tại đây đều có mức lương ổn định từ 6 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Đến đây thì tôi được chỗ ở đây cùng với hai bác. Trong quá trình ở thì rất là đông bạn ở đây, biết tôn trọng nhau và biết yêu thương nhau. Và quan trọng hơn nữa là có một cái công việc, có một cái niềm vui là có thể gắn kết được với các cái thành viên khác để có thể hiểu nhau hơn và thông cảm cho nhau. Bởi vì mỗi một thành viên đến đây là nó có một cái hoàn cảnh khác nhau, tâm tư nguyện vọng cũng khác nhau, tính cách cũng khác nhau. Lúc đầu rất là khó khăn, mất 2 tuần tôi mới có thể quen được mọi người. Là mọi người ở đây cũng động viên tinh thần là để tôi kiên trì hơn. Thế làm đến đây cũng được hơn nửa năm rồi. Mọi người ở đây thì rất là hòa đồng, giúp đỡ. Thế nên là thấy công việc cũng hài hòa với cuộc sống hiện tại. Và sau này mình có thể ra ngoài, mình có thể biết được một cái nghề đó. Thì công việc này có thể mang đến cho nhiều người. Tạo việc làm, môi trường làm việc cho người khuyết tật thường có nhiều khó khăn, bởi mỗi người có một dạng tật, một đặc điểm khác nhau. Thời gian để dạy nghề, để lao động là người khuyết tật làm quen với công việc thường kéo dài hơn. Thế nhưng nếu không có doanh nghiệp, đơn vị nào quyết tâm và kiên trì, thì rất khó để những người khuyết tật có được một môi trường làm việc phù hợp. Xác định rõ điều đó nên anh Phạm Sơn Tùng và các đồng nghiệp luôn cố gắng nỗ lực phát triển mô hình này. Được thành lập từ năm 2018, từ cái cửa hàng đầu tiên là ở Tô Hiệu, Cầu Giấy. Thì đến nay thì hiện tại bên tôi cũng đã mở được 10 cửa hàng và có một xưởng sản xuất. Thì điều đặc biệt là bên trong hầu hết tất cả các nhân sự bên thợ bánh thì đều là các bạn có hoàn cảnh khá là đặc biệt. Các bạn khuyết tật, các bạn tự kỷ, rồi các bạn yếu thế, rồi trẻ lang thang cơ nhỡ. Tiếp xúc với nhiều những cái hoàn cảnh mà khó khăn thì mình thấy là các bạn ấy rất là thiếu những cái công việc, thiếu môi trường để có thể làm việc ổn định để nuôi sống bản thân và hỗ trợ gia đình. Thì ngay khi mà mình có ý tưởng mở cái tiệm bánh ấy thì mình đã thử gọi là đào tạo nghề cho các bạn khuyết tật. Thì một thời gian thì mình thấy là nó hoạt động cũng khá là hiệu quả, cũng nên là mình cố gắng mình nhân rộng ra, thế là cứ dần dần thì nó sẽ càng được nhiều hơn. Trên thực tế, những người khuyết tật đủ khả năng lao động thường là những người có bản tính cần cù, khéo léo, nghị lực vượt khó và khát khao làm việc để khẳng định bản thân. Họ luôn mong muốn có được việc làm phù hợp, có thu nhập để tự chăm lo cho chính mình và đóng góp cho sự phát triển của xã hội.
Vì vậy, việc thúc đẩy tạo việc làm bền vững cho người khuyết tật không chỉ giúp cộng đồng người khuyết tật tự tin vươn lên hòa nhập cộng đồng, mà còn giúp cộng đồng doanh nghiệp ở thủ đô phát huy tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội, mang cơ hội việc làm đến cho người khuyết tật, đồng thời thể hiện sự tin tưởng vào khả năng lao động sản xuất, tạo ra của cải vật chất của cộng đồng người khuyết tật. Thưa quý vị và các bạn, bảo tồn và phát triển làng nghề là một công tác quan trọng của thành phố Hà Nội trong sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, bền vững, đồng thời nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Và một trong những hoạt động quan trọng được thành phố Hà Nội thực hiện tích cực, có hiệu quả nhằm góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị cổ truyền là quảng bá hình ảnh, lan tỏa giá trị của văn hóa làng nghề truyền thống thông qua các hoạt động, sự kiện cụ thể và thông qua du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm. Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 7 tháng 7 năm 2022 phê duyệt chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Để tích cực hưởng ứng chương trình này, thành phố Hà Nội liên tục tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, quảng bá hình ảnh, lan tỏa giá trị văn hóa làng nghề. Phố cổ là điểm đến thu hút đông du khách mỗi khi đến thăm thủ đô. Tận dụng lợi thế đó, Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội cũng tích cực tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày, tôn vinh sản phẩm làng nghề truyền thống, đồng thời tạo ra các hoạt động thu hút khách tham quan tìm hiểu về văn hóa Hà Nội. Để lan tỏa hơn nữa văn hóa làng nghề truyền thống và giá trị của các sản phẩm làng nghề, thành phố Hà Nội từng tổ chức thành công Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam. Đây là một sự kiện quan trọng như một ngày hội lớn của các làng nghề Hà Nội đến tham gia khoe sắc, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tâm huyết là những tinh hoa của các nghệ nhân làng nghề. Đây là cái hoạt động đầu tiên 3 năm một lần mà tổ chức festival chính thức do nhà nước đứng ra ấy, thì tôi cho đấy là cái tháo gỡ một cái rất quan trọng ai cũng mong ngóng. Khi mà chúng ta tổ chức thường kỳ như thế mà do nhà nước đứng ra ấy, tôi cho đây là cấp nhà nước, thậm chí là nó còn gọi là cấp quốc tế, thì chúng ta sẽ thu hút được các tổ chức quốc tế. Đây cũng là cách để mở rộng cánh cửa ra thế giới, vừa giữ gìn bản sắc của chúng ta lại vừa tiếp thu được tinh hoa thế giới. Không những thế, những hoạt động như vậy còn thu hút nghệ nhân làng nghề ở khắp mọi miền Tổ quốc. Ai cũng háo hức và đầy tự hào với những sản phẩm do chính tay mình làm ra, được giới thiệu đến với du khách trong nước và quốc tế. Mong muốn của chúng tôi là toàn đất nước Việt Nam cũng như là du khách nước ngoài biết được cái sản phẩm mà do chính bàn tay con người của thôn Kiều Kỵ, xã Kiều Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội làm ra những sản phẩm này. Rất nhiều các hoạt động thú vị, các sản phẩm làng nghề đậm đà bản sắc Việt Nam và có cả sự hiện đại ở trong các sản phẩm nữa. Nhiều gian hàng chúng tôi còn có thể trực tiếp tham gia làm ra sản phẩm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân làng nghề. Đúng là những trải nghiệm tuyệt vời. Nghệ nhân trẻ Thanh Tâm đang chăm chút cho từng sản phẩm đúc đồng, đại diện cho những người thợ làng nghề Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đa số người dân Đại Áng như gia đình chị Thanh Tâm vẫn sản xuất ở quy mô nhỏ lẻ, không có điểm trưng bày sản phẩm chung, nên khi có sự kiện hội chợ hoặc lễ hội làng nghề là những người dân lại nô nức mang sản phẩm đến tham gia, giới thiệu một cách tự hào. Rất là vui và có các cái chương trình hội chợ như này, chương trình festival như thế này để cho các làng nghề như chúng tôi có cơ hội để quảng bá với khách du lịch mọi miền đất nước đến đây để tham quan và biết đến các cái sản phẩm của làng nghề. Những hoạt động tương tự sẽ góp phần lan tỏa giá trị từ nghề truyền thống nhằm bảo tồn, giữ gìn, tái hiện và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Việc nỗ lực lan tỏa quảng bá hơn nữa những giá trị, tinh hoa của sản phẩm làng nghề, cũng như tài năng và tâm huyết của những nghệ nhân, càng khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế làng nghề và giá trị của văn hóa làng nghề truyền thống. Từ đó cần tăng cường đẩy mạnh hơn nữa những hoạt động bảo tồn, thúc đẩy cũng như hội nhập và lan tỏa giá trị nghề thủ công truyền thống của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời kỳ mới. Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.